trước mắt chúng ta là phong cảnh Đà Lạt được nhìn từ trên cao. Hiện tại không khí ở đây khá là lạnh, nhiệt độ vào khoảng 19 độ C, gió khá là to, trời âm u. Và đây là những đồi thông hai mộ. Chào bim bim bim. Đấy. Chúng tôi đang đi trên con đường đất đỏ, mà đất đỏ thường thường nó ở Tây Nguyên. Đấy, thì đây cũng là Tây Nguyên. Dương Quốc Thắng này, Dương Quốc Thắng đây rồi. Trời sắp mưa. Nhưng mà chưa mưa. Ở đây rất là âm u và lạnh. Ở đây thì đang có cái concept. Ok, nhanh lên. Đi lẹ lên Dương Quốc Thắng. Ở đây một cái view có thể nhìn xuống toàn bộ thành phố Đà Lạt. Hello. Đây là các anh em photo đang đây, quay cái chỗ này nè. Đấy, đặc sản Đà Lạt đây. Đặc sản Đà Lạt đây. Đang chuẩn bị mồi màng cho anh em đây. Úi giời ơi, ngon quá. Vậy là vợ nhỏ bán cho gì phải không? Sườn nướng. Khánh dài. Khánh. Ơi em đây. Hello anh. Em mới lên. Em mới lên đang chờ đây Dương Quốc Thắng đây lên. Tối nay anh em mình phải nhậu tưng bừng. Nhưng mà em vô đi chơi với Thắng à? Em đi chơi, Thắng bảo vào đây chơi nhậu nhẹt, lâu không gặp anh em nhớ quá. Dạ. Đấy. Hai. Thấy cảnh nhìn như HDR đấy. Đẹp. Công nhận là đẹp. Cứ bảo sao đây là địa điểm hot in của các photo. Đẹp như thiên thần. Khóc cái anh Khánh. Khóc khóc. Ôi ôi ôi. Anh khóc rồi. Hello anh Đồng Vĩ đúng đây. Đây đây. Đồng Vĩ đâu rồi? Đâu rồi, Dũng Kim bảo là hello anh Đồng Vĩ giúp tôi. Quốc Cường đại ca vừa vào chiều nay. Nghe nói ngày mai bảo anh nghe xuống mày đấy. Lạnh lắm, trên này lạnh sút chim. Lạnh teo chim luôn. Có đợt này có Cường đi chơi à? Cường Kevin hay là Cường Cường Quốc Thắng này. Quốc Cường này ạ. Quốc Cường này đang Vũng Tàu. Hai em lên Đà Lạt nhậu đi em Cường ơi. Đây. Đúng rồi, Dũng Kim nhận danh Ngọc Huy rồi đấy. Mọi người thấy đẹp không? Rồi. Đây, quay hóa thân kìa. Đẹp hơn kìa. Đây, nhìn thấy gà này quả thân chưa? Đấy. Con gà ướp gì anh? Ướp xả hả? Muối ướp xiêm đi. Dung Kim bảo đại ca và sư tổ xuống em đi. Đấy, sư tổ có xuống không? Đấy, Quốc Cường đang bảo là xuống em đi. Xuống em thôi hả? Chừng nào cơm? Chừng nào? Anh ở đây tới qua tuần nó mới về mà. Nghe được chưa Quốc Cường? Qua tuần mới về cơ, tốt nhất mày lên đây đi. Lên đây đi. Dương Quốc Thắng đang lên đây rồi, anh em nhậu tưng bừng. Đủ bao nhiêu đây để đong bia sao nhậu đủ ha. Đây. Thiếu bia rồi Quốc Thắng. Nhìn bia này. Tại cái này là Quốc Thắng chỉ yêu cầu có thùng mà. Đâu? Tập đủ mới 15 thằng yêu cầu thùng, ai uống ai nhậu, ai nhịn. Thiếu. Má nằm đây mà. Em tua xuống một phát một là lên được 5 thùng liền chứ gì đâu. Nhỏ. mới tới chiều nay. Thôi bỏ đi đại ca ơi. Ok.
Mày đã đứng ở đây rồi lúc nào mà không nói gì cả. Thôi đại ca nhìn em đại ca bơ đi. Có nghe có nhìn thấy đâu. Thôi đại ca nhìn em đại ca bơ. Chúng ta lại phải gặp những thằng em gọi là khốn nạn. Đại ca nhìn em đại ca bơ đi, chả đâu. Ui giời, style đẹp quá. Đấy. Rồi, em bảo là quay người ta phía ngoài cho mới, quay người ta phía ngoài. Mọi người thấy không? Rồi, mới chỉ live stream đã đẹp rồi. Đấy đúng rồi, nó tay nhau luôn này. Rồi. Đang tay với nhau ấy. Rồi đúng rồi. Luôn nha, luôn nha. Hà ơi, anh đi ra ngoài chút xíu cho anh vào nhỏ với. Đó, đấy, nhìn bác Đen đang cầu diễn ấy. Đấy, đấy. Luôn này, đúng rồi, mặt anh thấy chút xíu. Anh ơi, thả lỏng người ta, anh ơi, buông người ta chút xíu, đúng rồi. Ở trên Đà Lạt này, là trên này rất là lạnh. Cho nên là nhiều khi là có những cái concept chụp ấy, là họ đốt lửa luôn. Đấy. Cái mục đích chuyến đi này của mình ý, chỉ là lên đây nhậu. Chứ còn lạnh lắm. Không cầm máy nổi. Úi giời hay quá nhỉ. Tổ lái được đấy. Anh già bán con chế chung nhá anh sợi. Hả? Ủa Huy hả? Xe hả? Anh ở hết tuần. Xe không xe anh cho mượn lấy đi cho vui. Cảnh đẹp lắm. Còn đi mới chạy lên luôn anh sợi. Rồi thôi đậu xe đi pha đẹp rồi. Rồi diễn đó là làm vòng quá nè. Quất vòng nữa. Cô Cường đang máu lên đây lắm. Máu rồi. Và lại tọc tọc. Cái cảnh ở đây tọc tọc hay lắm. Ra đây để đó, xem lần trước này cho khét. Anh giống em lần trước rồi. Không, bữa hôm trước ta thấy từ mày có đốc. Lại không? Trước khi nào mà gần chuẩn bị rồi đâu. Trên này rất là lạnh. Anh này không ngồi. Đấy, mọi người đang chuẩn bị liều bạn, chuẩn bị check nhầm, chụp nhầm. Rồi chị ơi, anh quay ra phía ngoài cho em ơi. Rồi, đúng rồi chị ơi, đứng như nhẹ đầu giống chồng mình nha. Ok rồi, hết tóc này ra cho em ơi. Rồi. Trên này là có một cái cây thực đơn thường độc mã này. Hello, cuộc anh. Sát nào, nghi nghi đầu chồng mình luôn. Ừ, bán nhẹ tay lên. Bán tay lên, bán tay chồng mình, đúng rồi vậy luôn. Kiểu tay bán, đúng rồi vậy luôn, nghi nhẹ đầu xuống. Lẹ lên Dương Khạc. Nhà ma á. Nhà ma chỉ lên đây trích thì có cái gì đâu mà thám hiểm. Nơi đây mình đang đứng là so với mực nước biển độ cao đang là 928m. Trời rất là lạnh nên nói chuyện nhiều khi run cầm cập. Không biết ở Hà Nội thì thời tiết như nào, nhưng mà trời này rất lạnh. Em đang làm du lịch viên để cho những người ở Hà Nội cảm nhận được không khí lạnh của Đà Lạt như nào. Tuyệt vời đúng không? Đà Lạt có lúc nào cũng tuyệt vời. Ok Dương Khang. Dương Khang là bảo là bắt về đi. Trời ơi, làm gì? Đang đi chú đi vàm, vô duyên, vơ va, vơ vẩn. Đặng Mạnh, Đặng Mạnh, quê hương Đặng Mạnh, Đà Lạt à? Lạnh quá. Ô đại ca đấy mày. Cuối tháng về. Ôi, cuối tháng về luôn. Ừ. Quả là trời hơi sâu ấy nhỉ. Bao giờ Hà Nội lạnh thì về. Thần mai này. Ôi mình rồi. Ôi mình chờ chút xíu đi. Thôi có đống lửa ấm. Nói chuyện ở đây nó đỡ bị run. Hello bác Nguyễn. Ngồi đống lửa này thì nó đỡ bị run. Chứ vừa rồi đứng xa đống lửa lạnh. Ui giời ơi. Ây, mặc như này thôi mà rét. Trên này người ta toàn áo bông với cả khăn choàng này.
Ây giời, Phương Linh đấy à? Cây cô đơn, cây cô đơn đâu? Đây là đang ở đồi Ngô Quyền ấy, đường Ngô Quyền ấy. Trương Riêng lại Ri. Tối nay cà phê không nhở Linh ơi? Rủ đặt bập đi cà phê đây hay đi nhậu đi. Lèo. Trời thì chưa mưa. Tối nha, tối rủ đặt bập nha Linh nha. Nhậu luôn. Ở Đà Lạt thì cuối tháng mới về rồi, yên tâm. Gió rất mạnh nhưng mà chưa mưa. Xe là chú kia hỏi đúng không? Chú dư luôn. Ok, tối nay anh sẽ gọi anh Đạt. Không biết là nó có ở Đà Lạt không? Nó đi Sài Gòn rồi thì chắn chết. Dương ơi, tức là bạn nên để bạn đuổi tớ về đấy Dương ơi. Dương khen thầy rút lời trong mấy lần chỉnh cả lắm thầy chờ bạn hơn em đi về nhà anh Linh được gã thầy không về Hà Nội nữa ở đây thôi. Đèn răng rồi đấy. Đẹp chưa? Gió to lắm. Đấy, lật cả ô. Vào lớp muộn. Thế ở Hà Nội mưa to đấy cơ à? Đèn đứng rồi. Đeo chim rồi. Đúng rồi. Ok đẹp rồi. Anh sáng nhìn đẹp rồi. Ok đẹp nha. Nhanh nhanh đi con ơi. Rồi cái hai xoay quanh nhìn nhau đi. Mình ôm nhau xoay quanh nhìn nhau chị ơi. Đúng rồi đẹp. Đà Lạt lạnh nhỉ. Đéo ở Đà Lạt, về Hà Nội đi. Đứng đối diện nhau. Okay. Thôi có nghi chúng tôi về Hà Nội. Đà Lạt lạnh lắm. Không có đuổi để vuốt. À đây rồi, thầy Rương Quốc Thắng đây rồi. Chú để anh nói người nào ngồi đó làm thôi. Ok. Hay quá, được rồi. Hôm nay chúng tôi sẽ quyết định nhậu ở trên bờ trên đồi này, trên bờ trên đồi. Tức say không về. Chỗ kia em. Đâu em chụp ở đây à, anh chờ tối tối nên chụp giờ tối xong hả? Vâng. Đi về à, để bố đấm mày. Đi về ngay. Rồi nắm tay ngay vớ ba vớ vẩn hả? Cái bố nó về chưa? Nó bảo là đéo sợ. Đéo sợ em ơi. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đang xem đài từ TV Khánh Mẫu. Ok rồi đi chân đau ghê. Này quên được hết rồi. Hôm nay anh em photo đây tập trung đông. Công nhận là đông. À Việt Thanh Trần này. Hay Việt à. Lạnh quá. Ôi ơi. Đi lên Hà Nội à, đi lên Đà Lạt đi Việt ơi. Lên đây nhậu cho tưng bừng. Việt Thanh Trần đang hỏi có quân bên em không? Quân bên mày viếng giờ khá tuổi rồi. Lạnh lạnh. Gió lồng lạnh. Chết ở đây chân chứ. Sao đây?
vậy là mình sẽ quay cam trước cho nó nét, à cam sau cho nó nét. À, thì định ra Hà Nội thăm đại ca. Ê mà không nói, đại ca lại vào Đà Lạt mất rồi. Chắc là sang tháng mới về. Dạ mì trần xuống lại đi ban đêm. À, đây đang chờ đêm đấy. Sài Gòn như anh biết rồi, Thái nó xuống Sài Gòn nó mấy mối rồi. Tối nào nó rủ em đi ấy. Thằng này ghê là nữ xuống Sài Gòn nó rủ đi. Lạnh mà có mười mấy độ rồi mà cũng ngang 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 phèo. Cũng ngang ngang như mình bật máy lạnh để 16 độ cũng tầm đấy. Đêm nay dậy rồi. Đây để cho mọi người xem cái món gà nui. À, có hai con gà đang nui này đấy. Tăng cường. Ôi trời ơi, còn tăng cường này. Rồi tăng cường này. Úi giời ơi. Thế là anh em làm luôn trên đồi không phải về đâu. Em chơi xong nhớ đừng xả rác á. Thầy ơi. Thầy chụp cho thầy ăn đuôi gà đi, chụp cho thầy. Đúng rồi đó, được á. Hà Nội mưa to lắm mà đạt ngạo nghễ. Úi giời, chứng tỏ mình đi thế này thoát đấy. Số mình cũng còn may. Mày ra dùng đỡ cái này ra. Ui ui. Thấy không? Mọi người thấy không? Lên lên đồi vắt là có ngay đùi gà. Đây còn thùng bia to đung đằng sau, hai thùng. À dưới mình có cái tấm thảm lấy lên trải đang ngồi nhậu ta. Tôi lấy để cả làm ngắm sao đây, sao đây nhiều lắm. Ui ui. Ui. Tiêu lấy cái thảm, mà thảm chạy đang ngồi nhậu nó ướt cái bia xuống từ sau vậy. Vui, Phục Nguyên lên đấy. Em ăn nhiều. Đẹp trai không? Thế là anh Thắng đẹp trai quá. Ngon Phúc ơi. Dạ, ngon á. Đạt ngạo nghễ đang bảo anh Thắng đẹp trai quá. Đang đợi tối xuống thôi thầy. Phúc. Bây giờ là mọi người đang chờ tối xuống thì mới lung linh sao trời được. Đấy lúc đấy là mới trải bàn ra ngồi nhậu. Lúc đó mới thú. Trời uống được uống đi ha. Lâu ngày anh hồi gặp em, anh hồi kêu lái xe là sao? Đấy, mọi người thấy thầy Ngọc Huy ngoạm miếng đùi gà to. Đường đâu? Ủa, đi vì lạc đường sẽ đi không nhớ đường lâu. Ok Trần Thắng. Đấy mọi người thấy mình cầm cái máy nó cũng không được giữ nguyên như mọi khi bởi vì lạnh quá run. Tí nữa là em chuyển hai cây bự đó qua cho anh Huy lo gì. Đại ca đang ở Đà Lạt, Thu Hà ơi. Idol. Thu Hà lên đây với đại ca. Lên đây hưởng không khí lạnh cho sướng. Nóng nhiều rồi bây giờ hưởng không khí lạnh cho nó sướng. Ôi chờ cái này đi. Đây chơi cái cà phê này này. Ngon hơn. Đấy. Đóc lại hả? Em vào đây không? Đại ca ơi. Ui ui. Ước gì mình là nó này. Chị em lạnh. Chiều chị em qua cơn lạnh này đó. Đưa chị em qua cơn lạnh này. Ui thôi thầy ơi, ăn thôi. Cho đại ca ôm với. Em vào không? Em ơi, tự luôn. Vô luôn. Ô thế là Lan Nguyễn.
chị nó lạnh rồi cứ vào thôi. Có hồi nát không vậy? Không. Thôi cũng ráng. Ô thế à? Mai sao thấy em ở Đức Trọng à? Chụp luôn rồi chết mẹ này. Chết mẹ rồi. Cái gì? Ui thế mà không gặp được em nhỉ? Sốc gì ta? Mày sốc rồi mày sốc gì đâu. Xong rồi máy nó muốn đổi nữa rồi. Máy này nó thấy gì nó không chịu sao? Chờ nó cho lại nó ác. Ủa, đợi ai nữa thắng? Hả? Đợi... đấy, khi mau Sơn Vương đấy, 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 đấy. Máy móc rồi nó giữ bên kia kìa. Đội kia nó giữ tiền nữa. Không có đội kia là không ai cho tiền nghe. Có chị đúng không? BB Run cũng đang ở Đà Lạt à? Ở đây, đó đây, sợ cái đó. Anh đang ở đường Ngô Quyền. Đây là đường Ngô Quyền. Nghe sao vậy? Hay còn gọi là đồi Ngô Quyền. Đây, yêu quái đây, yêu quái tóc vàng đây. Đấy. Trần Thắng, ok Trần Thắng. Nhậu à? À. Thế nào? Thế nào? Lên Đà Lạt đi. Lên đây hưởng không khí lạnh cho sướng. Thấy không? Ai cũng áo bò, áo bông, mỗi mình cái này thôi. Không, chỉ còn cái nữa. Chồng cha đó nha. Em vừa vậy không chịu được sự lại. Lý do em chịu vào Sài Gòn. Bị bắt yêu. Ôi, đau lưng đấy. Ờ, đang Đà Lạt à? Thì tối nhậu nhá. Hay là lên đây nhậu luôn đi này. Đây này. Thôi, về dạy. Hoàng Mai Hương, Hằng xinh quá. Ai nhận ra Hằng à? Có ai nhận ra em á? Đây. Có Hoàng Mai Hương mà Hằng xinh quá đây. Quen. Phúc Nguyễn, đương nhiên em mặc cái đùi đây. Đấy. Lại quá không chịu mặc cờ các bạn ạ. Đại ca bảo tiệm Hà Niu là Duy Hải Anh. Chú bảo anh biết nha. Đại ca tiệm gần nhau. À, thế à. Thế tối nay là phải nhậu rồi. Đây, đây rồi. Đây. À, đại ca bảo tiệm Hà Niu là Duy Hải Anh, chú bảo anh biết nha, đại ca tiệm gần nhau. À đúng rồi. Chừng đấy. Nguyễn Hưng ở Vũng Tàu sướng hơn. Sướng hơn làm sao mà bây giờ được, bây giờ phải lên Đà Lạt. Ăn gà. Nóng luôn chứ. Ok, nói anh Phúc kêu tên em đi. Ai vậy? Ai vậy? Thế Hào. Thế Hào đây, anh Phúc đây. À, Thế Hào. Đây. Lên đây nhậu. Đây bồi sẵn nè. Nhìn này à? Ai? Úi giời ơi, úi giời ơi. Khói luôn hay không? Hello Nguyễn Phương Linh. Đâu đang đi cắm trại ăn gà. Lên đó chưa? Lên đó chưa? Kìa, Dương Nguyễn bảo chồng răng đi anh Phúc. À đâu. Hết tiền đi chồng đi. Hết tiền rồi em ơi. Thế nào đang bảo hôm qua em mới chụp. À, ai vậy? Đường cái nhóm đi sao nè. À, em thế đang ở đâu đó? Đang Đà Lạt thì lên đây đi. Anh em photo đang tung bừng. Ô chạy chui nó chi làm gì, chạy lên đường Tô Vĩnh Diện. Thầy ơi, đang lo trước cho nó ấm nè. Đường Tô Vĩnh Diện. Vô được anh. Chạy lên xíu nữa. Chở nặng lên rồi ba. Ba thay dầu đi em chụp đó. Giờ chạy ra đường Ngô Quyền đi. Chạy ra đường okay, là Ngô Quyền. Ok, chơi luôn. Không, lại bên này. Ok, em xin. Vô bên này. Lên mồi luôn á. Em đây. Chắc vậy? Anh em gặp nhau một cái này. Rui, rui. Ủa, thường chưa? Làm đi anh. Sao vậy? Em mới nói ra anh. Tí nữa, tí này muốn. Em ơi. Trên Đà Lạt uống bia lạnh các bạn. Không hạp lắm. Không uống bia được. Vô, vô, nói là vô chỗ ơi. Chụp. Ui. Chào nha. Hai anh làm mồi anh nào. Chào các anh. Vô. Chúc nhiều sức khỏe nha. Sức khỏe. Chúc mọi người. Làm nhiều anh em đang mà muốn đến đây lắm đây. Chuẩn bị đốt lửa chơi nha mọi người ơi. Ủa cái lò hết nhạc mẹ rồi ta. Thôi 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 đi nè. Đây heo rừng em ơi, không phải sao đâu. Em này mới có nhiễm bệnh thôi, ông anh mới cũng bị nhiễm. Okay, bye bye mọi người, mình nhậu đã tưng bừng. Còn à, ai muốn tham gia mấy đội này thì lên đây. Lên Đà Lạt. Lên Đà Lạt nhá. Em để hai chai nước suối á.